Chào cô và các bạn, con tên là Đông Cát, đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con giới thiệu đến mọi người dự án câu cá vì con muốn mọi người được thư giãn nên con đã tạo ra trò chơi này. Dự án của câu cá gồm nhân vật em bé ngồi câu cá, nhân vật cá, nhân vật sắt ao bẻ con, nhân vật dây cần câu. Con cá sẽ bơi qua bơi về, nhân vật dây cần câu sẽ thụt lên thụt xuống để cá ăn. Nếu cá chạm vào dây sẽ câu được một con vật, những số cá sẽ tăng lên một. Con thích nhất là nhân vật cá bơi qua bơi lại. Con đã lập trình cho cá bằng các câu lệnh như sau: bấm vào lá cờ cho game chạy đi, đặt cá thành không, hẹn đặt y bằng trừ âm 109, đổi phong nền thành backdrop 1. Khi nào cá chạm vào cần câu thì sẽ tăng số cá lên. Nếu có thời gian, con sẽ lập trình cho nhân vật sâu đựng cá. Con cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.